nằm trong khuôn khổ của tuần lễ Phật đản Phật lịch 2564, du lịch 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng thông báo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế cùng nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa nhằm chung tay với toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19. Với cái tâm thiện lành của một người con Phật, từ những trải nghiệm về tuổi thơ vất vả của chính bản thân mình, luôn tâm niệm mở rộng tâm từ bi, chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng trong những lúc khó khăn. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đã có rất nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ những người nghèo khó. Đặc biệt nhất kể từ khi cách ly xã hội được áp dụng, khắp nơi xuất hiện những lời kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn. Và với tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông bạch kêu gọi tăng ni Phật tử phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế cùng nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa nhằm chung tay Đảng, Nhà nước, nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Với cái tâm thiện lành của người con Phật, với những trải nghiệm về tuổi thơ vất vả của chính bản thân mình, luôn tâm niệm mở rộng tâm từ bi, chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng trong những lúc đất nước khó khăn, nhằm góp sức cùng các cấp các ngành Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, nhân văn như thấu hiểu sự vất vả hy sinh của các y bác sĩ đối mặt với hiểm nguy để chữa trị cho các bệnh nhân COVID, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.